Các bạn đang nghe Hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Xin kính chào quý khán thính giả, mời quý khán thính giả tiếp tục đến với chương 94 Hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình. Chương 94 có tựa đề Một buổi sinh hoạt cuối tuần. Hôm nay khi cán bộ trực trại và điểm xong, sau khi cửa đóng, anh Lân cất cao giọng nói với kế toán 2. 15 phút các anh toán 2 ra hút thuốc đi giải rồi ta vào sinh hoạt toán. Không thấy tiếng đài léo nhéo như hôm qua, tôi hỏi Vân thì được biết hôm nay là thứ 6 không có đài để cho các toán các buồng sinh hoạt hàng tuần. Vân móc túi mời tôi một điếu thuốc cuộn rồi nhẹ nhàng nói. Tôi nghe Bình được vào làm ở tổ Vecni là may đấy, công việc mộc nặng lắm. Hơn một lúc đốt điếu thuốc, Vân mới hỏi. Thế nào, cảm tưởng của Bình ra sao một ngày đi lao động? Nhiều khi định mà tôi muốn nói nhưng mà tôi lại trả lời lập lờ sau khi mồi xong điếu thuốc Vân đưa. Mình là tù thì chỉ biết cố gắng thôi. Nói vậy rồi tôi hỏi tiếp Vân giọng hơi thắc mắc. Này, sao tôi thấy lưng hơn lưng nhiều người có số tù, nhiều anh lại chỉ có chức cải tạo? Vân cũng chỉ nhìn tôi như cái nhịn mắt nhìn anh Đồng khi tôi hỏi về hai người bị phạt đứng cổng chợ chiều, rồi chậm rãi nói nhỏ. Điều này chẳng ai hiểu được, tập trung hay người ta thường gọi là tắc bọp thì không có án đã đành, nhiều người có án cũng không có số, như tôi đây chẳng hạn. Vân nói đến đây thì anh Lân ngồi sàn phía trước ngay cạnh cửa ra vào, vẫy tay ra ý muốn gọi tôi sang. Vừa đến nơi, Lân kéo tôi ngồi xuống cạnh rồi ghé tai nói nhỏ. Tao đề nghị và nói mãi với cán bộ để mày về tổ Vecni đấy. Thấy cử chỉ của anh tỏ ra đầy thiện cảm, của ánh mắt của anh cũng không thấy gì phải là dè dặt, tôi cũng thân mật. Trong Nam anh ở đâu, gia đình ấy? Vậy con tao ở Nghĩa Hòa, ông Tạ Sài Gòn. Thế còn mày? Anh buồn vã hỏi lại tôi, mừng ra mặt tôi cũng niềm nở. Cũng gần anh, cuối đường Bắc Hải, Lê Văn Duyệt và cũng ông Tạ. Anh rối rít đập tay vào tay tôi. Thế à, thế sao tao không trông thấy mày bao giờ nhỉ? Tôi thấy buồn cười rồi cũng trả lời anh. Thế mà tôi lại cũng không trông thấy anh bao giờ cả. Anh cười như đắc nẻ thành tiếng. Tôi cảm thấy anh cũng không có gì sâu hiểm. Người anh tuy ra vẫn còn tái tái như mọi người tù khác, nhưng anh vẫn mập hơn so với nhiều người. Tôi đang nghĩ ngợi về anh thì anh lại đập tay vào tay tôi như là thúc giục. Thôi, về sinh hoạt đã, mai nói chuyện tiếp. Nói dứt thì anh đứng lên đi ra giữa nhà, cất tiếng giọng nóng giặc. Anh em toán 2 ở sàn trên xuống hết dưới này. Toán 2 ngồi gọn tập trung sinh hoạt ở đầu phía này, còn toán 3 sinh hoạt ở đầu sàn phía trên, phía đầu kia để không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Anh vừa nói tay anh vừa khoáng ra hai phía căn nhà. Trong buồng rầm rập, người trèo lên, người trèo xuống. Một vài tiếng ý ới của tiếng toán 3 nhắc một người nào vào nhà xí lấy chiếc đèn trong đó ra để sinh hoạt. Một anh toán 2 trèo lên sàn với tháo chiếc đèn báo đang treo giữa sàn nhà xuống. Chỉ 2 phút sau, căn buồng đã trở nên im lặng. Trong góc sàn phía dưới, toán 2 gồm 50 người quây quần tụm lại thành một cái thành vòng tròn. Ngay ở giữa để khoảng trống hơn 1 mét vuông, lù lù một mé khoảng trống đặt ngay trước mặt Phan Thanh Vân, được Lân chỉ định làm thư ký ghi biên bản buổi sinh hoạt, là một chiếc dương bằng gỗ quét mực tím đã phai màu. Trên mặt dương là một góc là một chiếc đèn báo, chính giữa là một tờ giấy trắng, cái bút và lọ mực cũng màu tím. Anh Nguyễn Huy Lân, toán trưởng chủ trì cuộc họp, đang ngồi cạnh Phan Thanh Vân. Tôi ngồi trong một góc phía sau cạnh Bùi Tâm Đồng và cậu Châu. Ánh sáng của chiếc đèn báo hắt ra làm cho những khuôn mặt ngồi xia phía sau đen thẫm, lấp loáng những mắt đốm trắng lục lờ mờ đăm chiêu đều nhìn vào chiếc đèn. Thoang thoảng nơi đây là một cái vài tiếng thì thào rì rầm trong yên lặng. Anh Nguyễn Huy Lân hơi dướn người lên, mắt lướt nhẹ một vòng qua các khuôn mặt khèn khẹt, vài tiếng gãi cục đờm trong thuốc lào trong cuống họng. Anh cất tiếng giọng còn dè. Lệnh và chỉ thị của ông cán bộ toán là cho chúng ta sinh hoạt hôm nay nhấn mạnh toán phải đào sâu, cọ kỹ, mổ xẻ cụ thể vấn đề tư tưởng. Toán chúng ta đã có truyền thống lao động hăng say, ít vi phạm tội và ít vi phạm cái nội quy của trại, triệt để áp dụng lớp sống văn hóa mới, thực hiện nghiêm chỉnh 4 tiêu chuẩn cải tạo sản xuất thường vượt mức kế hoạch. Vậy mà chưa năm nào khi bình bầu toán ta được là xuất sắc. Như vậy là vì sao? Chính là vì vấn đề tư tưởng. Chúng ta phải thừa nhận rằng thành phần của toán chúng ta rất là phức tạp, nhiều cặn bã màu sắc, khuynh hướng đã được buộc chặt gói kín nhưng thỉnh thoảng vẫn lấp ló ra trong lời nói hay là hành động. Chúng ta đều biết hiện nay trong nhà kỷ luật có 6 người của toàn trại mà riêng toán ta đã chiếm 3 người. Tóm lại, chúng ta không thể phủ nhận là toán ta rất nặng về khâu tư tưởng. Vì vậy tôi đề nghị các anh hãy thành khẩn tự nguyện trình bày những khúc mắc trong lòng mình cho mọi người cùng đóng góp để qua lại lẫn nhau, xây dựng giúp nhau tiến bộ. Anh Lân đã ngừng lời, cục hầu ở cổ họng anh cứ động đậy nhô lên thụt xuống, chẳng hiểu vì muốn lấy hơi hay là muốn lấy nước bọt. Láo liêng con mắt anh nhìn khắp một lượt chờ đợi. Một lúc sau thì rồi 2 phút vẫn im lặng nặng nề, nghe rõ cả một anh đang gãi bụng sồn sột. Một cái số cái đầu thì hơi cấp thấp xuống như là muốn tránh ánh sáng của đèn. Bầu không khí đã bắt đầu ngột ngạt, mặt tôi cũng dần dần nóng lên. Có lẽ anh Lân cũng thấy cái tắc nghẹn của sự im lặng, vì vậy anh lại dồn sang cất tiếng để thả nốt.
Bây giờ thì trước hết là từng tổ lần lượt phát biểu trình bày những cái vướng mắc và những cái sự việc chính của tổ mình trong tuần qua. Anh Lân vừa dứt lời thì có hai người đã giơ tay phát biểu. Cả hai anh tôi đều chưa biết tên. Anh Lân chỉ một anh có cái đầu nhọn hoắt, cái môi dưới thưỡn ra như môi con cá ngão. Anh nói sôi nổi như cổ vũ. Hoan nghênh anh Dũng tổ 4, xin mời anh phát biểu. Anh có cái tên là Dũng thì lấy tay hất mạnh cái mái tóc đang phủ xuống gương mặt như đuôi con gà trống lên, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn. Tổ tôi gồm có 9 người thì hiện nay chúng tôi ghi nhận thi công 10 chiếc giường của đôi của toán. Nói chung là về khía cạnh lao động thì mọi người đều nỗ lực, đều làm đều tay. Còn về tư tưởng thì mỗi người thì tôi không biết được. Tuy vậy chỉ có anh Lù Tràn Păng. Trong giờ lao động anh hay lén lút làm đầu tư. Tôi cụ thể tôi đã đưa cho một chiếc hộp con đã làm bằng gỗ mỡ báo cáo với cán bộ toán khác. Mặt khác, những cái buổi trưa hay chiều anh Táng thường lẩn ra phía sau hội trường để liên lạc quan hệ thì thầm to nhỏ với nhiều người dân tộc khác. Hiện tượng này trong tổ chúng tôi đã nhiều lần giúp đỡ nhưng anh vẫn cứ chứng nào tại đấy. Chưa hết chiều chủ nhật và qua, anh Páng đã đem 4 con tem thư để đổi lấy con chuột nướng của anh Thiền tự giác toán 6. Thấy phát biểu cứ giật đùng đùng như người ta đánh trống ngũ liên, tôi hỏi nhỏ cậu Châu ngồi bên cạnh. Tôi đã biết Châu là một trong nhóm 4 người của xe khỉu sáng đã nói với tôi. Này em, Dũng y tội gì? Châu ghé sát tay tôi thì thào. Thằng này tiến bộ lắm, nó thuộc đảng phái trong nhóm của Phạm Phi Tân, nó là Lê Khắc Dũng. Anh em vẫn gọi là nó là Dũng Khoằm, anh có cái nhìn cái mũi của nó khoằm giống như con mỏ vẹt đúng không? Trong khi Châu đang thì thầm với tôi thì anh Lân đã hướng về anh thứ hai đã giơ tay lúc nãy. Bây giờ xin mời anh Đinh Sơn, tổ kỹ thuật phát biểu. Nghe anh Lân gọi là Đinh Sơn tôi cứ chậm chạp nhìn anh ta mãi, óc của tôi cố lục tìm cho cái toán Buni biệt kích đã ra đầu hàng. Rồi Đinh Sơn, Lân, Thú, Công Thành, vân vân. Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh này nhiều lần ngoài lán mộc, dáng anh cao cao nhưng cái lưng hơi cong về phía trước. Tóc anh cắt ngắn ngủn, đôi mắt to và sâu, làn lông mày thì rậm thưa, nét mặt lâm chiêu, chưa thấy lúc nào khi anh ta cười. Trong khi anh ta đang thả hồn nghĩ ngợi về anh thì và toán Boni thì anh chậm rãi nhỏ nhẹ phát biểu. Tổ chúng tôi thì chỉ có 3 người thường sản xuất mặt hàng làm kỹ riêng cho cán bộ và ban giám thị nên không có định mức. Tuy vậy trong phong trào thi đua một người làm việc bằng hai để góp công phần chống Mỹ cứu nước, tổ chúng tôi luôn luôn cố gắng thao tác tay nghề thành thực, nâng cao kỹ thuật để mà nâng hiệu suất. Hàng ngày chúng tôi thường động viên giúp đỡ nhau để mà vượt mức vươn lên, triệt để hưởng ứng phong trào thi đua của trại chung. Tuy lời phát biểu chẳng có gì đặc biệt nhưng mà anh nói từ tốn trầm trầm để thể hiện sự điềm đạm sống nhiều về nội tâm. Tôi đang nhìn chiếc lưng dài đã hơi cong của Phan Thanh Vân vẫn ngang ngồi khòm xuống ghi biên bản thì anh Lân lại hướng lên về một anh nhắc nhở. Còn tổ 3 của anh Phạm Tân Ích nữa, tổ Vecni của anh Quý phát biểu đi chứ. Một anh chắc là Tích, còn hơi trẻ nhưng dáng lùn tịt từ sớm đến giờ anh vẫn ngồi im lặng xuống khoảng chiếu trước mặt, chiếc cằm của anh lẹm ngắn cũn cỡn, hàm răng phía trên lại hơi hô, nên nhìn thỉnh thoảng cứ tưởng anh là không có cằm. Anh ngẩng lên nhìn ra phía chiếc đèn cũng khọt khẹt, đợi gại giọng rồi anh cũng éo ợt giọng đặc Bến Tre. Tổ chúng tôi thì có 10 người, hiện nay đang nhận được 5 chiếc tủ áo, 2 ngăn của trại. Trong ý thức thi đua thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn của tại, tôi vẫn luôn cố gắng nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, nâng cao tay nghề, nỗ lực lao động sản xuất để đạt năng suất cao. Về nội quy chúng tôi không vi phạm, tuy vậy tôi xin đề bạt một ý kiến trong thực tế mà chúng ta không ai nhắc đến. Nói đến đây anh Tích ngừng lại ehem mấy cái, chắc là bị vướng mấy cái tảng đờm trong cổ họng, vừa như là anh cố ý cho mọi người sốt ruột rồi mới nói tiếp. Trong cái phong trào thi đua, một người làm việc bằng hai góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với nhân dân, hầu hết chúng ta ai cũng ra sức cải tạo, lao động, không tiếc thân tình. Nhưng thực tế trong những buổi lao động, mọi người hùng hục hăng say thao tác chỉ được một vài giờ đầu, rồi sau đó dã rời về ở dần. Tay cưa, tay đục, tay bào, thậm chí anh nào cũng hoa mày chóng mặt. Trong khi thế cả nước, quân cũng như cả dân đang đốc thức toàn lực cho sản xuất chiến đấu, chúng ta không được quyền đòi hỏi ăn nhiều, chúng ta chỉ ăn tạm đủ để mà sức lao động sản xuất. Hơn nữa trong vụ giáp hạt của trại ta vừa qua, gạo chúng ta không có đã đành, trứng sắn cũng không đủ, nhất là rau. Phương ngôn của dân tộc ta vẫn có câu cơm không có rau, nhìn đau không có thuốc. Chúng ta thiếu rau trầm trọng, ăn muối rang nhiều bữa, nhiều người trong toán đã đi ngoài ra máu, trong đó có tôi. Toán trại chỉ loanh quanh làm trong tháng thủ công. Anh Thích phát biểu đến đây chừng như mệt ngừng lại để lấy hơi. Mọi người dướn mắt nhìn về phía anh, da mặt ai hình như cũng được giãn ra nên hơi sáng lên. Anh Thích lại tiếp tục. Tôi được biết toán rau đang thu hoạch toàn bộ 5 sào cải bắp cho cơ quan. Tuy những cái lá già được thu hoạch về phân phối cho một phần của trại ta, một phần cho chăn nuôi của cơ quan, nhưng anh em toán rau cho biết vẫn còn rất nhiều rơi rớt lãng phí. Do đấy tôi đề nghị anh toán trưởng hãy mạnh dạn đề bạt với cán bộ toán, quan hệ với ông Toàn, cán bộ toán 5, cho anh chém nhặt nhạnh và xin một ít lá cải bắp già về luộc cải thiện cho tòa toán. Đến đây thì mọi người nhao nhao lên tán đồng ủng hộ ý kiến của anh Tích. Ngay cả tôi mới vào có mấy ngày cũng xót ruột lên như bảo, vì bữa cơm chỉ có sắn và không có rau. Trong toán thì vẫn râm ran ồn ào lên, anh Lân phải cao giọng hai lần. Các anh trật tự, im lặng để sinh hoạt tiếp. Rồi bây giờ anh quay qua thân Vân.
Bây giờ đến tổ anh Vân có cho ý kiến. Từ đầu thì Vân vẫn cắm cúi ghi chép, bỏ bút. Anh hơi ưỡn người chắc cho là đỡ mỏi. Anh ngồi xuống chiếc đèn. Tôi nhìn rõ cái mắt chuột bên trái của anh. Nó hoắm sâu như vào những cái lỗ đáo. Một vệt nước ướt vàng nhợt nhợt đang rỉ ra. Một cái sẹo dài ngong nghèo có một cái miếng thịt gồ lên phía má. Mấy nốt sần sùi gần ngang miệng càng làm cho bộ mặt hơi to của anh thêm dữ tợn. Bù lại anh có giọng nói nhỏ nhẹ ấm cúng và một chiếc miệng lúc nào cũng như cười đã làm giảm hẳn cái nét dữ trên khuôn mặt. Mặt anh liên láo nhìn mọi người một lúc rồi cất giọng nói như từ từ thong thả. Tổ chúng tôi gồm 10 người. Chúng tôi đang nhận kế hoạch thi công 50 cái giường cá nhân. Sau nhiều lần bàn cãi trao đổi, tổ chúng tôi đã cùng nhau hạ quyết tâm sẽ vượt định mức ấn định 3 ngày để lấy thành tích chào mừng quân và dân tàn hại 2.000 máy bay của quân Mỹ xâm lược. Nhưng mà hiện nay chúng tôi hơi gặp khó khăn. Anh Khải thì bị đi kỷ luật từ sáng sớm hôm nay. Do đấy hẳn thẳng rằng chúng tôi sẽ không thể thực hiện được cái mức đã giao kết. Ngoài ra sáng hôm nay có sự hiểu lầm để làm chỗ tranh chấp nhau về gỗ lạt với tổ anh Tích. Tôi thấy rằng tổ anh Tích đã sai. Những cái tấm ván đó chúng tôi đã mất công lục lọi bới tìm từ những cái đống gỗ của lán trọi ra. Như thế thì những cái tấm ván mà anh Lân toán trưởng phân bổ cho tổ anh Tích là những tấm ván khác, hoặc chính anh Lân đã chưa biết những cái tấm ván ấy là của chúng tôi nên đã chọn mà đưa phân bổ cho tổ anh Tích. Sau khi Vân phát biểu xong, đến tổ quý cột tổ Vecni của tôi phát biểu, nhưng cũng không có gì mới. Đến đây thì anh Lân nhìn khắp một lượt rồi nhìn cả toán rồi dằn dè cái thăm dò. Sau khi chúng ta đã nghe các tổ lần lượt trình bày, bây giờ tôi xin phép anh em trong toán phát biểu. Anh Lân chưa dứt lời thì có 3-4 cánh tay giơ tay ý kiến. Trong 4 người này tôi đã biết 2 người là Lù Trần Páng và bác Đặng Minh Chánh. Anh Lân chỉ bác Chánh nói trước với giọng miền Nam khàn khàn, nhưng bác nói thật to và mạch lạc. Tôi phản đối ý kiến của anh Lân toán trưởng khi nãy, cho là toán hai khâu tư tưởng nặng nề. Tư tưởng là trừu tượng, bản thân của tư tưởng thì không ai nhìn thấy nên không ai có thể đánh giá được cái là xấu hay tốt. Vậy chỉ có thể đánh giá được nó khi thể hiện ra lời nói, cử chỉ hay là việc làm. Bởi vì tư tưởng thống soái là toàn bộ tư lệnh chỉ huy mọi việc làm, chỉ cử chỉ của những lời nói của mọi người. Toán hai chúng ta là những cái tổ đã trình bày hầu hết hăng say tích cực lao động có hiệu quả và hiệu suất cao, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, làm lợi cho công quỹ của trại, thực hiện nghiêm chỉnh 12 điều nếp sống văn hóa mới, 10 điều nội quy và 4 tiêu chuẩn cải tạo. Như thế nếu bảo tư tưởng không tốt, tư tưởng nặng nề thì làm sao đạt những cái thành tích tốt đẹp như vậy? Làm sao mà hầu hết những công trình chính, những cái việc quan trọng, trọng yếu trong trại đã đều do toán hai chúng ta thi công và thực hiện? Do đấy những anh em bị kỷ luật là những cái riêng biệt cá nhân của mỗi người, không thể nào chỉ nhìn vào cá nhân này mà đánh giá cả toán hai. Phần nữa, hiện nay anh Khâm của toán ta bị bệnh lao, đang nằm bệnh xá. Hôm qua tôi được biết do thời tiết quá lạnh và do thiếu bệnh tình của anh quá khá nặng nên 2 ngày nay anh đã lịm đi, ngay nước cháo không ăn được nữa. Có thể đêm nay hoặc ngày mai sẽ từ giã chúng ta. Tôi đề nghị ngày mai nếu anh còn sống, toán ta hãy cứ lấy 2 người đi đại diện, thì chúng ta cũng chẳng có gì để giúp mình, nhưng gọi là nghĩa tình cùng một tàu ngựa thăm hỏi, an ủi nhau bằng một cái vài lời nói cho ấm lòng kẻ ra đi. Ông già nói hùng hồn, nói phòi cả một mép ra. Cứ mỗi lần ông nhấn mạnh, tay của ông lại vẩy ra một cái như có một con sâu gióm đậu ở tay, như phụt ra là một cái ấm mức đã ủ lên từ lâu. Anh Lân lại chỉ tiếp vào anh giơ tay từ nãy phát biểu, xin phát biểu. Anh này người to lớn thật khác thường, còn cao hơn cả Phan Thanh Vân. Anh là người cao to nhất toán, có khi nhất trại. Cũng cái đầu cắt cao như đinh sơn, anh ta có làn da bánh mật, những ngón tay của anh to những quả chuối xanh tiêu xanh luộc rồi vừa dài vừa xăm xám, nhưng anh lại có một khuôn mặt nhìn thật hiền. Tò mò tôi lại ghé sang châu thì đúng với anh là Lê Văn Kinh, người nhái bị bắt trong vụ nổ phá một chiếc cầu trên sông Danh năm 1962. Khi phát biểu tôi mới biết anh là người miền Nam. Anh nói giật giọng không đầu, không ngẽ gọn, sáng tỏ ý, chứng tỏ anh là người không phải là người quen ăn nói trên cái trước đám đông. Nội dung của anh phát biểu cũng chẳng gì khác lạ, không phải vấn đề sinh hoạt lao động trong tổ trong toán. Nghe anh phát biểu tôi cảm tưởng anh chỉ muốn chứng tỏ là một người cải tạo tiến bộ, có tinh thần đóng góp với tổ với toán mà thôi. Lần này thì anh Lân chỉ tiếp đến anh Lù Trần Pắng. Anh này da trắng trẻo như con gái, người tầm thước, hay mặc chiếc áo bóng xanh màu da trời, nhiều chỗ bạc phếch với nhiều cái miếng vá loang lổ. Tuy tiếng Việt không được rõ lắm về âm sắc, cử chỉ thô kệch mộc mạc, nhưng mà anh đỏ lên trong khi phát biểu. Những cái lời nói của anh được xì ra như một nỗi căm tức uất hận trong lòng. Tôi xin có ý kiến với anh em là anh Dũng, tổ trưởng của tôi không có tốt. Anh ta cậy mình là tổ trưởng, áp chế tôi, không biết ăn nói. Tôi là người dân tộc, từ lâu tôi có một miếng xà phòng của gia đình tiếp tế. Anh muốn xin một nửa mà tôi không cho, tôi để dành thỉnh thoảng ngội đầu. Rồi anh ta ghét tôi, anh ta giữ nội quy cũng không có tốt. Hôm nọ buổi trưa tôi thấy anh ta vào phòng trật tự của anh Tân cùng với vụ với anh giấu đem về buồng củ sắn nướng. Tôi nằm gần thấy anh bỏ màn lén lút lên ăn, anh Dũng cũng không cải tạo tốt đâu. Một vài tiếng cười rúc rích khi nghe thấy anh Páng phát biểu, tôi cũng thấy rung rung trong bụng. Không phải vì nội dung là phát biểu của anh, nhưng mà cử chỉ thái độ bực tức của anh, tuy ai cũng cảm thấy anh đã nói thật.
Còn một người nữ ý kiến nữa là anh Lương Yên, người quét dọn vỏ bào làm vệ sinh ngoài lán thủ công của Toán. Tuy anh chỉ 45-46 tuổi nhưng mồm anh chỉ còn một cái răng, trên má hóc vào thành cái móm sèo. Anh đề nghị mọi người trong Toán lao động ở ngoài lán thủ công hãy tiết kiệm nước uống. Cán bộ vũ trang từ nay chỉ dẫn anh vào trại trong cái giếng lấy nước chỉ một lần vào tiết lao động buổi sáng. Bởi vậy chỉ có một gánh nước nên buổi sáng một thùng, vào chiều một thùng, thay vì hai gánh sáng chiều như trước đây. Vì không có đài nên cũng chả biết này là mấy giờ. Nhìn qua khe cửa bên ngoài trời ken đen kịt một màu. Tuy ngồi trong buồng cạnh bao nhiêu người mà tôi vẫn lạnh run. Nhiều người đã chiều mỏi mệt ít nhất là gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Tư tưởng của tôi đang bồng bềnh băn khoăn vẫn biết vào những cái tình huống của cảnh đời mới thì tiếng anh Lân lại dội lên. Cuối cùng xin anh Bình phát biểu cảm tưởng sau một ngày đi lao động. Không hề nghĩ là anh Lân muốn phát biểu của tôi hôm nay, vì tôi đã biết gì đâu, bất ngờ nên hơi khớp. Tuy vậy một sau một hồi dây lấy tinh thần thì tôi chậm rạp. Thưa các anh, sau một ngày theo các anh lao động là lán thì nó cũng là ngày đầu tiên lao động trong cuộc đời cải tạo của tôi. Rồi tối nay lại được dự một buổi sinh hoạt chung với Toán. Cảm tưởng của tôi thì nhiều, nhưng mà cảm tưởng nào cũng còn nhiều ngỡ ngàng, chưa rõ, chưa chính xác. Có một điều rõ nhất là tôi được an lòng hơn so với khi chưa nhập trại. Anh Lân thấy tôi ngừng lời, anh quay sang phía Vân, đề nghị anh ký đọc lại biên bản cho toàn Toán nghe như thường lệ. Phan Thanh Vân đọc lại biên bản chưa xong, tuy đã gần hết thì kẻng cấm đã ròng rã từng hồi vang lên lanh lảnh, từng tiếng một lên như khua đập vào óc. Chỗ này thì chen chúc vào nhà cầu, chỗ kia túm tụm quanh những chiếc điếu cày, trong khi Vân và Lân đang vội vàng ký vào những cái tờ biên bản. Thưa quý vị thính giả, chương 94 hồi ký thép đen đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả.